Là la, hôm nay là bản cập nhật mới của chúng ta. Đầu tiên thì mình có cái điểm danh nha các bạn. Bảng điểm danh ít ọp nè. Hôm nay thì chúng ta sẽ nhận được 2.000 tiền sao. Những ngày tới là ba lô ít ọp nè. Cộng thêm đó tổng là 50 kim cương. Thêm vào đó là ba lô ít ọp luôn. Thôi ôi, quá xịn sò. Kế tiếp, trời các bạn, mỗi lần bấm vô là nó nghe tiếng ếch kêu à. Ở đây thì chúng ta có cái hộp quà. Hộp đầu tiên thì là một cái lá sen đội trên đầu kèm với 20 kim cương. Hộp thứ hai thì ta có cái này đồ chơi với cái gói cầm cầm mình để chơi á mọi người. Hộp cuối cùng thì nguyên một bộ đồ yếm luôn kèm với đôi giày ếch ọp khá là dễ thương. Để mà nhận được những món này với điều kiện là các bạn phải bắt được những cái ếch ở phía dưới nha, bên dưới đó thì mới được đó. Đây, những chú ếch của chúng ta. Bắt xong còn được nhận kèm quà thưởng nữa nha các bạn. Hu là trời, quá hào phóng rồi. Hộp quà trong thư đã được thay đổi thì những trang phục này hình như đã có trước đó rồi các bạn. Có đôi giày này mới mới nè. Hình như là chỉ có đôi giày mới thôi. Tự nhiên có cái bộ mà người ngoài hành tinh đây chia ta. Lạ lạ nha. Thấy là có là lạ rồi đó. Tiếp theo, bên trong cửa hàng của chúng ta hôm nay thì có nhiều bộ trang phục mới lắm nha mọi người. Đây, đầu tiên là cái gói mới nè, trang phục Eula. Ủa, cái gói này lạ nha trời. Gì, cá sấu có cánh và chú chim trung thành. Ồ, thì ra là vậy. Nhưng mà cái con vật này là thú cưng hả ta? Mình thắc mắc là nó sẽ nằm ở dưới hay là nằm trên đầu. Tại vì trong cái bức hình này thì nó để nó nằm trên đầu á mọi người. Ủa, alo, ai quên rồi, comment cho tôi biết coi, hoang mang vậy. Rồi, kế tiếp là cái trang phục bạch tuộc ba mắt. Trời ơi, trang phục này quá xuất sắc luôn mọi người. 10 điểm, 10 điểm. Trời ơi, xịn sò luôn, ba mắt ở phía trên đầu luôn nha. Dạo này game ra mấy bộ trang phục xịn quá xịn luôn. Kế tiếp là trò chơi trong bệnh viện thì mấy cái trò này cũng khá là hài ha các bạn. Như bệnh viện các bạn thấy rồi đó. Cái này các bạn có thể đặt ở trong nhà của mình để trang trí nè. Ở phía bên dưới chúng ta có cái gói bạn tâm giao cực rẻ luôn mọi người, chỉ có 60 kim cương thôi. Trời ơi, trời ơi, gói này mình thấy giống học sinh đi học nè nha. Mặc đồ vô là đi học mình đúng bài luôn. Ở phía bên dưới để mình xem coi. Ồ, ở phía bên dưới thì có cái hộp mũ bóng chày đã được thay đổi rồi mọi người. Một loại mũ nhưng mà bốn màu khác nhau, có chữ B trên đầu. Còn trong cái phần nội thất, ua lẹ trời, bàn giám đốc cao cấp. Ui, CEO, các bạn ơi, CEO, được, được, được. Này xịn sò này nha, trời ơi, mốt mà ai mà decor giỏi là decor chắc nguyên một tập đoàn. Đây là cửa hộp cộng tay nữa cơ. Ôi, ôi, nhà tù luôn, hẳn tiếng. Đây là các đồ nội thất trong bệnh viện lúc nãy nè. Ở trang phục thì chúng ta có một vài đôi giày mới, kiểu tóc mới luôn nè. Đây là kiểu tóc nam nha, đó Hàn Quốc đờ, tóc dài dài rồi đó. Ở đây là trang phục mới luôn. Với lại là ngày hôm nay game đã mở ra chúng ta một cái khu mới trong khu trung tâm. Thì mình sẽ chỉ đường cho các bạn luôn nha. Đầu tiên các bạn sẽ mở bản đồ lên. Và các bạn sẽ nhìn cái khu, đây cái khu đó nằm ở đây phía trên nè mọi người. Kế bên cái khu đồn cảnh sát đó, cái hướng của mình phía trên luôn. Thì mình chỉ việc đâm thẳng lên trên thôi. Bây giờ mình lấy xe mình tới đó nha. Chỗ đó mình thấy khá là đông người rồi đó. Mọi người đang chắc là ở trong đó đông lắm đây. Dơ 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 thôi. Đây nha các bạn, nó nằm ở phía trên đây nè. Rồi khu này nha. Phía sau, nếu mà mấy các bạn mà đào đá thì phía sau cái chỗ này cũng khá là nhiều đá luôn. Các bạn nhớ canh nha. Rồi vô. Ủa gì vậy? Tự nhiên phun lửa tôi. Ủa? Cái trang phục này lúc nãy mà. Không lẽ nó biết bay trời. Bay được không hả mọi người? Bay được không hay là phun lửa được đây? Ấu me vậy. Đây là có NPC nè. Ui cái này nó bay nha. Nhưng mà nhìn phía trên đây đẹp. Nhưng mà khi mình đứng xuống nhìn trong cái shop hơi hơi phèo một xíu nha. Tôi tính mua bộ kia. Để một lát nữa mình sẽ mua review cho mọi người xem nha. Ok la, đầu tiên thì chúng ta có một cái NPC mới ở đây. Bảo vệ studio. Đó, vô. Bắt tên nhóc đang chạy hả? Tên nhóc đâu trời? À, mình thấy rồi, hèn chi. Thấy cái gì chạy qua có cái bàn tay. Ui ui ui. What? Nó chạy liên tục hả mọi người? Về sao bắt trời? Ê ê ê, năng động như bạn. Đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi. Ui. Rồi, kiểu này chắc, ui. Trời ơi, không bấm vô được. Mọi người đi đông quá bấm nhầm luôn rồi. Ờ nó chạy kìa. Rồi xong. Ui khó nha ba. Này khó nha anh em. Trời ơi, tôi phải chặn cái cửa mới được. Ê bậy nha, bậy nha. Đâu rồi, đâu rồi. Ý ý ý. Rồi. Khó nha, khó thật sự nha. Gặp tay tôi trơn nữa, khó cảnh mọi người.
sao nó lạng tới lạng lui hoài vậy? Ê nhóc kia đứng lại coi, chạy đâu vậy? Ui rồi lộn nữa thấy không? Nhóc ồn ào hả? Trời ơi ảo ma vậy, thấy mình nó càng chạy nhanh hơn các bạn à. Tới mai nha, tao nói tới mai nha. U là trời á. Không lẽ tôi không nhanh bằng cái cổ máy này? Không lẽ tôi không nhanh bằng trời, đó dính chuẩn. Này thì chạy hả bạn, này thì chạy nè, lý lắc nè. Đấy thì các bạn sẽ nhận được 300 tiền sao nha. Đây mình không có câu quảng cáo. Ui xém xíu là quên mở phần quà bảo trì rồi. What the. Trời ơi 77 đá quý các bạn ơi. Ui số hên đi trời, nay bạn tay tôi hên quá. Quá hên luôn rồi, 77 cái đá quý nha. Còn đây là con mực nó hát nè các bạn. Chắc lát nữa tôi phải hốt nó về quá. Nhìn quá đáng yêu luôn. Ok thì bây giờ chúng ta sẽ lượn một vài vòng kiếm vài con ếch cho mọi người xem có ếch hay không nha. Và đây là cái dấu hiệu nha các bạn lại và các bạn nhặt lên để mà chúng ta hoàn thành nhiệm vụ á. Giờ là mình chủ yếu tập trung tìm một vài con ếch xem có hay không nha. Để mà còn bắt nữa, lỡ biết đâu gặp ếch hiếm thì sao. Lẹ 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 mọi người. À ở đây mình thấy một con ếch nằm lẻ loi đang chờ người tới bắt. Ôi lần đầu tiên bắt ếch nha, con đầu tiên của tôi luôn á. Hình như con ếch này là con ếch lúc nãy mình mở lên thì phải. Để cần từ từ mình bắt thử xem sao. Ủa đâu rồi, đây. Để mình quay cho các bạn xem cận cảnh chú ếch của chúng ta. Trời ơi, đáng yêu chưa. Nhảy cơ. Lại bắt. Từ từ nha, đi chậm thôi các bạn. Để nó nhảy nó biến mất á. Ủa, mấy con này mình nghĩ là sẽ dễ hơn. Chừng nào mấy con hiếm thì mình nên cẩn trọng một tí xíu. Ôi, ủa nó không nhảy nữa hả? Tôi tưởng là nó sẽ nhảy giống như con cào cào cháu cháu chứ ai ngờ đứng yên cho mình bắt luôn. Ếch ao đốm đen. Ôi con này là trong cái nhiệm vụ bắt ếch này mọi người. Các bạn chỉ còn bắt 5 con là có phần thưởng thêm về nha. Ý ý ý ở bên đây mình thấy một con khác nữa. Con này không có cái đốm trên cái thân người. Mới thấy con đốm trên thân người mà nó bò mất tiêu rồi các bạn. Ôi cóc gai mắt. Ôi đây là con cóc các bạn, 200 tiền sao luôn. Ôi xịn. Bắt chừng mấy con nữa là già to rồi. Đây một con rồi, nãy mình mới bắt một con kia. Mới thấy nó thị ở đây luôn mà nó chui ở đây đi đâu rồi mọi người ơi. Mình lượn lượn vài vòng xong hoành lại thì thấy xuất hiện nha. Hồi ôi trốn đâu cho thoát. Ôi cái gì ở ma vậy. Ủa alo. Trời ơi sao mà thoát được. Đây là một con nữa. Ồ, thêm hai con nữa các bạn ơi. Cái này á, thì các bạn nên là lượn vài vòng. Ví dụ các bạn hết cái này thì các bạn lướt map chỗ khác thì nó dễ ra hơn á. Chứ các bạn đợi một map hoài thì nó lâu lắm. Thêm một con này nữa nha, 4 con rồi. Còn một con nữa thôi là lên bảng. Hôm nay thì mình sẽ tập trung đi săn ếch hiếm để bắt cho mọi người coi nha. Ok la, bây giờ mình sẽ đi bắt ếch đây. Chúc các bạn ngày hôm nay bắt thiệt nhiều ếch nha. Bye bye.